角色，爱好与壮团的，这一途丢丢什么咱来的，每每推到底còn tìm đâu lời thầy ban pháp âm, rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tàn phai trên thềm rêu. Chúng tôi được thầy đưa vào chánh điện cũ. Đây là ngôi chánh điện cũ, giờ đã biến cải thành nhà thờ tổ. Bên trong là bàn thờ chánh, thờ ba hình quả chân dung ba vị hòa thượng Khai Sơn và Có Công. Hòa thượng Khai Sơn, thượng thiện Hạ Quang, sinh năm 1895 và viên tịch năm 1953. Đây là hòa thượng đệ tử chân truyền tái thiết ngôi chùa Phật Linh, hòa thượng thượng thiện Hạ Thành. Hòa thượng thượng trí Hạ Tịnh, đó là hòa thượng Vạn Đức đã tân tạo ngôi chùa Vạn Linh, sinh năm 1917 và viên tịch năm 2014. Thế danh của hòa thượng là Nguyễn Văn Bình, người xã Mỹ An Hưng thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngài xuất gia vào năm 1937. Chúng tôi còn được chiêm bái tôn tượng ngài hòa thượng Vạn Đức đang ngồi và chống gậy, nhìn ngài sắc tươi, phong thái tiêu dao như những ngày tháng còn sinh tiền, và hình tượng ngài với kích cỡ bằng người thật rất sống động. Chúng tôi may mắn được cơ duyên đảnh lễ ngài khi còn sinh tiền tại chùa Vạn Đức. Lúc bấy giờ ngài nghỉ ngơi, ngài nằm trên chiếc võng trên ngôi tầng 1 chùa Vạn Đức khi chưa xây dựng lại. Đến năm 2011, ngôi chánh điện cũ này phải nhờ ông thần đèn lũy dời vào bên trong hàng chục mét để nhường chỗ cho ngôi chánh điện mới. Chánh điện cũ ngày nay được biến cải thành nhà thờ tổ. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đắp mê, biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu, về lại chùa xưa chúc con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dân tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hạnh con gắng theo, lời khuyên ngày nào tâm tư con ngắn hơn trời. Tình thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn cắt ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, bên phải là tháp cao 3 tầng dành riêng. Tầng giữa của ngôi tháp này thờ linh cốt của hòa thượng Khai Sơn, của hòa thượng thượng thiện Hạ Quang. Sau khi thỉnh cốt
từ chùa Huệ Nghiêm ở An Dưỡng Địa thuộc thành phố Sài Gòn. Phía bên trái là tháp chuông hình bát giác cao 2 tầng, tầng trệt an vị tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng ngọc thạch trắng. Cạnh đấy được treo một quả đại hồng chung bằng đồng nặng 1 tấn 200 kg, được chạm khắc rất công phu. Tầng trên của tòa tháp này là tầng thứ 2 thì được thờ tôn tượng Đức Phật A Di Đà bằng ngọc thạch trắng lớn hơn. Nổi bật trong cái công trình được xây dựng trong khuôn viên chùa Vạn Linh là ngôi chính điện mới này, cao lớn hùng vĩ, có trần cao, có kích cỡ là 25m nhân với lại 35m. Tầng dưới của ngôi chính điện lớn mới này thì được làm giảng đường hay là phòng đại sảnh sinh hoạt trong những ngày lễ quan trọng. Tầng trên kích cỡ 26m8 nhân với lại 36m8 thì được xây rộng rãi, nền lót gạch trắng cho ngôi chánh điện lớn, rộng thoáng mát. Bên trong ngôi chánh điện này có trần cao thoáng mát, có lẽ đây là ngôi chùa có trần cao nhất ở vùng An Giang. Ngôi chánh điện này là ngôi chánh điện mới. Phía trước điện Phật còn an vị thêm 2 phù điêu hộ pháp và tiêu diện, và được vẽ nền trời xanh mây trắng. Bốn bên vách của chánh điện thì được xây nhiều ô cửa. Bức tường phía sau của bàn thờ chánh thì được tô đắp một cây bồ đề rất to và có hàng ngàn lá xanh tuyệt đẹp, trông rất sống động. Tất cả những hình tượng Phật đã được an vị trên ngôi chánh điện cũ thì được di dời về tại chánh điện mới này. Bên trong điện thờ Phật, trên bàn thờ rộng lớn, bài trí rất tôn nghiêm, chính giữa là thờ pho tượng Đức Bổn Sư Thích Ca an vị trong vị thế thiền tịnh bằng bạch ngọc. Pho tượng tôn sư được chạm khắc bằng phiến bạch ngọc nguyên khối, pho tượng nặng 2 tấn. Phía sau vách cao là hậu điện có thờ một tấm phù điêu tổ sư Bồ Đề Đạt Ma cũng bằng ngọc thạch. Trên bàn thờ rộng lớn được an vị tượng Đức Thế Tôn ngồi thiền định thì lại được tôn trí thêm nhiều tượng Phật ngọc màu xanh rất đẹp. Hai bên pho tượng của Bổn Sư là 2 tấm phù điêu cũng bằng ngọc thạch màu trắng, là hình tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Ngài Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ở hai bên góc của chánh điện, trên tường được đắp những hình tượng chư thiên cởi mây chầu Đức Bổn Sư. Nói chung ngôi chùa được thiết kế rất độc đáo. Nếu nhìn bên ngoài thì y như là một ngôi tháp cao lớn có nhiều tầng. Nói chung ngôi chánh điện thoáng mát và rất tôn nghiêm, bất kỳ ai chiêm bái cũng phải ngưỡng mộ và thán phục.
Đây là khu tăng đường rộng lớn. Bên trong là một khu vực xây dựng khá rộng có nhiều tầng và được xây trên một khu đất cao nhất nhìn về ngôi chánh điện. Phía trước khu tăng đường được an vị một tượng Phật A Di Đà trong vị thế giang tay tế độ chúng sinh. Bên trong là một khu vực xây dựng khá rộng. Tòa nhà rộng được xây dựng nhiều tầng, có ngôi niệm Phật đường rộng lớn, được phân chia ra nhiều khu vực như phòng học, nhà khách, đặc biệt là nhà vệ sinh tập thể rất sạch sẽ và hiện đại. Không những thế, trong nhà tắm có máy nấu nước nóng rất là tiện nghi. Cạnh nhà bếp là trai đường để đón chư vị tôn tức về chùa thủ trai. Vì ngôi chùa ở trên núi cao, xa dân cư, đường lên trên chùa rất khó khăn, cho nên vị trụ trì đã cho xây nhà bếp rộng như nhà kho rộng lớn. Tại đây, nhà bếp được sắp xếp rất là quy mô. Nơi này là nhà bếp nấu ăn, nơi kia là khu chuẩn bị thức ăn tươi, nơi nọ là khu vực kho lạnh. Có một điều khá lý thú là chùa tự túc được một lò nướng bánh mì, một xưởng nhỏ sản xuất được bún. Vì thế, khi lễ lớn chùa có thể tiếp nhận hàng chục ngàn thực khách Phật tử mà không có gì trở ngại. Đặc biệt gần khu nhà bếp là khu vực cho nữ Phật tử cư trú về để tu học. Khu vực này được xây dựng nhiều tầng, nhiều lớp, rất rộng rãi, thoáng mát. Tới là 25 tháng 6 là mình còn ngôi chùa tối đa. Buổi chiều tối nào đó mình đem con đem máy phóng bự tới. Dạ. Số người vừa đông. Mưa nắng. Dạ. Nam mô bao yêu thương
mái chùa tôi rêu phong. Những đêm về vòng tiệm năm bao yêu thương mái chùa tôi rêu phong. Những đêm về